Xin chào, mình sẽ giới thiệu cho anh em một dự án mới ra mắt anh em. Tất cả anh em có thể nhận được tới 2.500 đô la từ token các bạn. Và random 10 người may mắn nhận được 10 token Beoli nè các bạn. Và random nữa các bạn. Các bạn chỉ cần like, follow các bạn thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình. Các bạn mở tờ Twitter các bạn ra các bạn thì các bạn follow các bạn. Các bạn follow của dự án chết nè các bạn. Chết nè các bạn. Rồi các bạn chỉ việc like nè các bạn. Follow like. Và retweet pinpost tăng 5 người bạn các bạn, 3 người bạn các bạn. Chích dẫn như tôi quyết nè các bạn. Các bạn ghi A cộng đi. Đi nha các bạn. EFI. Phải gọi chạy xíu các bạn. Không được. Rồi các bạn chỉ cần điền username 3 người bạn, tan 3 người bạn của mình vào thôi các bạn. 1 2 Minh. Lê Vũ. Rồi các bạn test lại các bạn. Rồi sau đó các bạn like và review trên bot. Ta minimum 3 người bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn đi tiếp vô comment địa chỉ bet 20 nha các bạn. Các bạn nhấp vào. Rồi các bạn chỉ việc mở địa chỉ chút wallet, myself wallet. Địa chỉ với ETH trên wallet. Chút wallet nha các bạn. Hoặc các bạn có thể đi dùng địa chỉ SmartChain nha các bạn. Nó cũng cùng chung địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Chương trình này nó sẽ bố vào ngày 20 tháng 2 nha các bạn. Đây, nên mình ta quyết chứ thôi. Rồi các bạn cái việc đi tiếp tiếp comment nè các bạn. Phao phao phao. Comment quyết chu quyết 20. Rồi các bạn có thể chụp màn hình lên các bạn. Rồi các bạn bình luận nha các bạn. Các bạn gửi lên cho nó bức ảnh nha các bạn. Rồi các bạn đi tiếp với một câu bình luận nha các bạn. Bạn quốc ai rớp đi các bạn. Rồi bạn bắt địa chỉ bet 20 và các bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm trả lời nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một buổi ra mắt của từ dự án search nè các bạn. Để random nhận có thể các bạn người giành giải có thể random nhận được 2.500 top 2.500 đô nè các bạn. Và 10 người may mắn nhận top càng các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé. Mình sẽ nhận được random 10 người nhận top căn Binance Smart Chain nha các bạn. Ồ, vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.